Theo nguồn tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga chở 92 người đang trên hành trình tới Syria thì gặp nạn. Hãng tin Reuters cho biết, chiếc máy bay được cho là rơi tại bờ biển đen tại Sochi của Nga và có thể sẽ không còn ai sống sót. Ban đầu, khả năng khủng bố đã bị loại trừ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc máy bay biến khỏi màn hình radar chỉ 2 phút sau khi cất cánh. Thông tin ban đầu cho biết quãng thời gian này là 20 phút. Bộ Quốc phòng Nga vừa cập nhật danh sách hành khách trên chuyến bay Tu-154 xấu số, trong đó có 8 thành viên của phi hành đoàn, 8 sĩ quan quân đội, 9 phóng viên, 64 thành viên đoàn hợp xướng Alexandrov, 2 nhân viên công vụ và 1 nhân viên thuộc Tổ chức Nhân quyền Quốc tế. Trong số các nạn nhân vụ máy bay rơi có trưởng đoàn hợp xướng quân đội Valery Khalilov và Cục trưởng Văn hóa thuộc Bộ Quốc phòng Anton Gubanko. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết hiện tại các nhà chức trách nước này đã tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay Tu-154 cách bờ biển đen Sochi 1,5 km và ở độ sâu 70 m. Đồng thời, 4 thi thể của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay đã được tìm thấy cách bờ biển 6 km. Bộ Quốc phòng Nga loại trừ khả năng khủng bố, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.